xin chào tất cả cô chú anh chị đã đến với kênh tin tức mỗi ngày của em. Hôm nay em sẽ tiếp tục dẫn cô chú anh chị đi dạo một vòng khu công nghiệp ở Đồng Nai nha cô chú anh chị. Ở đây em đang chờ bạn á, nó dẫn xe ra rồi nó chở em đi luôn nha cô chú anh chị. Đây là chỗ công ty chỗ em đang làm á. Em quay vòng vòng đây cho cô chú anh chị xem. Đây là công nhân đang ra ca cô chú anh chị. Rồi mình bắt đầu đi luôn nha cô chú anh chị. Đó, khu vực này là khu công nghiệp chỗ em làm nè cô chú anh chị. Em sẽ đi một vòng lớn cho cô chú anh chị tham quan khu công nghiệp nha. Chỗ này ta làm gì đông quá cô chú anh chị ạ. Bây giờ mà như là test Covid ra sao cô chú anh chị, đây là công ty nha. Đây công ty chắc người ta test Covid cho công nhân á cô chú anh chị. Đó đông không? Công nhân đang đứng ở ngoài luôn. Rồi đây tới ngã ba này mình quẹo một vòng về nha cô chú anh chị. Ở đường khu nghiệp của cô chú anh chị thấy đẹp không? Khu này rất rộng lớn nha cô chú anh chị. Rất nhiều nhà máy sản xuất giày da, cám, rồi gỗ đều tập trung ở đây hết. Cái công ty này là đang chuẩn bị mở nữa nè cô chú anh chị. Đây cái ngã tư này bữa bên phải mình quẹo ra nè cô chú anh chị. Tập trước á, em có đăng á, là quẹo ra đi vòng về đường về nhà á. Thì đây em cũng đi đường kia em đi thẳng qua. Tại bữa nay em dạo một cái vòng lớn hơn á, cho cô chú anh chị xem rõ hơn á. Ở cái đường này thì bữa trước em có dẫn cô chú anh chị đi một lần rồi. Em nói thì không hay gì mấy, thì mong cô chú anh chị thông cảm và ủng hộ cho em nha. Thì đây là quẹo qua đường về nhà nha cô chú anh chị. Thôi bữa trước thì đây thì em cũng có quay cảnh ở đây cho cô chú anh chị xem rồi đó. Cái bãi đất trống bên đây là tập trước em cũng có nói rồi đó. Thì ở đây là chưa có người thuê đấy, người ta làm công ty của cô chú anh chị. Ở đây là đường về nhà của chú anh chị ạ. Rồi bên đây bên phải là bạn em mới quẹo phải để đi rút tiền nha cô chú anh chị. Còn quẹo trái là đường về nhà em á. Thì đây lên ngay chỗ này nha chú, đây nó có cái thẻ ATM á cô chú anh chị. Chỗ này nó có cái thẻ ATM nè. Đây là ngay công ty cám.
Còn mé bên phải của em á là cái mấy nhà xanh xanh đó cô chú anh chị, là mấy cái đó công ty chỗ em làm á. Rồi đây có cây thẻ ATM là cô chú anh chị. Đó đây nè, đây là công ty cám. Cô chú anh chị thấy cây lục rừng đỏ không? Đẹp không? Đó đây là cây thẻ ATM đây. Đây có con cây. À, vậy em cũng qua trên tạm ngưng máy luôn nha cô chú anh chị, để bạn em mới vô nó rút tiền á cô chú anh chị. Hẹn cô chú anh chị tập tiếp theo luôn nha.